Bây giờ là bản tin thời tiết trên kênh VTV5. Chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh đang liên tục tăng cường xuống nước ta. Dự báo là khoảng ngày mai lại có thêm những sóng lạnh bổ sung xuống, tiếp tục gây rét đậm rét hại kéo dài cho đến hết tuần này cho khu vực Bắc Bộ cũng như ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến là 12 đến 17 độ, thấp nhất chỉ từ 7 đến 14 độ. Vùng núi cao như là ở Sapa hay Mẫu Sơn thì có những nơi là còn dưới 5 độ. Cảnh báo là nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối ở những đỉnh núi cao trên 3.000 mét. Không chỉ gây rét, gió đông bắc tràn xuống còn tương tác với dãy Trường Sơn gây mưa cho khu vực từ Nghệ An trở vào đến Khánh Hòa. Chủ yếu đây là những cơn mưa rào ngắt quãng, ít điểm có mưa vừa mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ thì ít chịu tác động của gió lạnh. Dự báo ngày mai trời vẫn nắng mây đan xen, nhiệt độ cao nhất ở các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột là từ 26 đến 27 độ. Trong khi đó thì thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi khác của khu vực Nam Bộ thì nhiệt độ cao hơn, dao động là từ 32 cho đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết biển, quanh huyện đảo Hoàng Sa ít mưa nhưng gió đông bắc của khu vực này cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Với huyện đảo Trường Sa thì có mưa rông, tiềm ẩn nguy cơ về lốc xoáy và riêng ở phía tây thì còn có gió cấp 6, giật cấp 7, biển động. Kết thúc bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước vào ngày mai.